Xin chào mọi người, hôm nay lại là một video ở Train Live của Realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp Mi, kiểu như là hôm nay rất là busy á mọi người. Thì một mình Mi thì làm không có hết được. Thì do vậy là Mi phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là tại vì á Mi biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người, cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì Mi cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tương tất một chút. Thì do vậy là Steven mặc đồ tương tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay Mi sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của Mi ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì Mi sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là Mi đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của Mi ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên Mi phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người. Đang đi trên đường lái xe đến nơi. Thì đây, hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ. Quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà. Rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô cái listing của Mi. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô Mi. Thật là chiều lòng cô Mi để open house. Đây, đây là cái view cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi. Chỉ có 4 tầng thôi và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn. Đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corin Town luôn nè nha mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đó, đến nơi mọi người ơi, bây giờ là Mi đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi. Đó, open house. Vô trong đấy luôn. Đó, mọi người nha. Mọi người ơi, đây đây là chỗ Mi sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây, đây là cái phòng open house. Đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người. Đó, hai phòng ngủ mọi người nha. Mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bath nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bath. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bath room. À, cái phòng và đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây. Đó, để Mi đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. Đó, đây là si. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm.
Đó, còn cái này cái là Lohi Town Center Sky Strand luôn nha mọi người. Đi bộ, từ đây đi bộ ra đó có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó, asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group, rất là nhiều luôn mọi người. Đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest, so far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người, không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là My sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Mọi ơi, đây là cái phòng ngủ, đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây, đi ra đây là cái trend luôn. Cái trend này là trend cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ, có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây, đó, cái cửa đi bộ ra là đến cái Sky Strand luôn. Thì cái này là parking. Và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit. Và đây bước vô đây là cái phòng luôn, một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây là có cả walk in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha, tự vô luôn, đó. Thấy không? Đó. Đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in. Còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác. Nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó build in luôn nha mọi người. Build in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè, cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người, hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người, washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó. Rất là bự luôn, bự lắm. Đó, còn đây là để đồ. Để thêm đồ nữa. Đó. Mọi người đó, thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi, rất là nhiều khách thú vị đó. Rồi. Thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea. Là cái Little cái khu Hàn Quốc, người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mô rất là bự luôn. Tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa, là cũng phải là một tiếng đi tàu nha, một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người. Under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này, đi bộ 10 phút
lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi, thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó, thì cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người, cái thời tiết đẹp quá luôn. Đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy à. Tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa. My vừa mới xong open house rồi, thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người. Có rất là nhiều người đến coi và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui, cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó, thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn. Nắng mọi người nhìn thấy không đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mì nha. Thì rất là vui cho khách của My, và khách của My cũng đang chờ đợi tìm được một cái offer tốt nhất. Thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo chân My ngày hôm nay. Và hẹn mọi người vào một ngày hôm sau. Nhớ bình luận, nhớ like và share cái YouTube channel này cho bạn bè của mình biết nha. Bởi vì My chia sẻ về cuộc sống ở Vancouver và cuộc sống là một full time realtor. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, hôm nay lại là một video ở Train Life của Realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp My, kiểu như là hôm nay rất là busy vậy mọi người. Thì một mình My thì làm không có hết được. Thì do vậy là My phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh, tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là, tại vì My biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người, cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì My cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tương tất một chút. Thì do vậy là Steven mặc đồ tương tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay My sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của My ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là My đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của My ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên My phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người, đang đi trên đường lái xe đến nơi. Thì đây, hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ, quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô cái listing của My. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô My. Thật là chiều lòng cô My để open house. Đây, đây là cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi.
chỉ có 4 tầng thôi. Và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corinth Town luôn nè nha mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đó, đến nơi mọi người ơi, bây giờ là My đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi đó, open house. Vô trong đấy luôn đó mọi người nha. Mọi người ơi, đây là chỗ My sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây là cái phòng open house. Đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người. Đó, hai phòng ngủ mọi người nha. Mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bát nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bát. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bathroom, là cái phòng. Và đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây đó, để mình đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. Đó, đây là si. Chào mọi người. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm. Đó, còn cái này, cái là Lohi Town Center Sky Strand luôn nha mọi người. Đi bộ, từ đây đi bộ ra đó. Có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó, asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group, rất là nhiều luôn mọi người. Đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest. So far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người, không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là mình sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Mọi ơi, đây là cái phòng ngủ, đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây là cái trend luôn. Cái trend này là trên cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ, có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây, đó. Cái cửa đi bộ ra là đến cái Sky Strand luôn. Thì cái này là parking. Và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit. Và đây bước vô đây là cái phòng luôn, một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây là có cả walk in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương. Và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha. Tự vô luôn, đó. Thấy không? Đó.
Đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in, còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác. Nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của... Chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó build in luôn nha mọi người. Build in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè, cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người, hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người, washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó. Rất là bận luôn, bận lắm. Đó, còn đây là để đồ. Để thêm đồ nữa. Đó. Mọi người đó, thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi, rất là nhiều khách thú vị đó. Rồi, thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea, là cái Little cái khu Hàn Quốc. Người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người, rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mô rất là bự luôn. Tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa, là cũng phải là một tiếng đi tàu nha, một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người, under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này. Đi bộ 10 phút, lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi. Thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người cái thời tiết đẹp quá luôn. Đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy à. Tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa. My vừa mới xong open house rồi. Thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người. Có rất là nhiều người đến coi. Và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui. Cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó, thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà. Và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp luôn, nắng. Mọi người nhìn thấy không? Đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mì nha. Thì rất là vui cho khách của My. Và khách của My cũng đang chờ đợi tìm được một cái offer tốt nhất. Thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo chân My ngày hôm nay. Và hẹn mọi người vào một ngày hôm sau. Nhớ bình luận, nhớ like và share cái YouTube channel này cho bạn bè của mình biết nha. Bởi vì My chia sẻ về cuộc sống ở Vancouver và cuộc sống là một full time realtor. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, hôm nay lại là một video ở Trang In Life của realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp My, kiểu như là hôm nay rất là busy á mọi người. Thì một mình My thì làm không có hết được. Thì do vậy là My phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là tại vì á My biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người. Cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì My cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tươm tất một chút.
Thì do vậy là Steven mặc đồ tươm tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay My sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của My ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là My đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của My ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên My phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu, khu ngầu, khu ngầu. Khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người. Đang đi trên đường lái xe đến nơi. Thì đây, hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ. Quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà. Rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Wow. Mọi người ơi, đã đến nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô listing của My. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô My. Thật là chiều lòng cô My để open house. Đây, đây là cái view, cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi. Chỉ có 4 tầng thôi và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corinth Town luôn nè nha mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đến nơi mọi người ơi, bây giờ là My đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi, đó, open house. Vô trong đấy luôn, đó, mọi người nha. Mọi người ơi, đây, đây là chỗ My sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây, đây là cái phòng open house, đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người. Đó, hai phòng ngủ mọi người nha. Mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bath nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây. Và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bath. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bathroom. Là cái phòng. Và đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây. Đó, để My đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. Đó, đây là Steve. Chào mọi người. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm. Đó, còn cái này, cái là Lohi Town Center Sky Strand luôn nha mọi người. Đi bộ từ đây, đi bộ ra đó, có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó. Asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group. Rất là nhiều luôn mọi người.
đi vô đi ra, đi vô đi ra, đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest. So far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người, không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là My sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Trời ơi, đây là cái phòng ngủ, đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây, đi ra đây là cái trend luôn. Cái trend này là trend cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây. Đó, cái cửa đi bộ ra là đến cái Sky Strand luôn. Thì cái này là parking. Và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit. Và đây, đây bước vô đây là cái phòng luôn, một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây, đây là có cả walk-in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây, đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương. Và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha, tự vô luôn. Tự vô luôn, đó. Thấy không? Đó. Đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in, còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác. Nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó build in luôn nha mọi người. Build in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè. Cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người. Hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người. Washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó. Rất là bận luôn, bận lắm. Đó. Còn đây là để đồ. Để thêm đồ nữa. Đó. Đó. Mọi người đó. Thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi. Rất là nhiều khách thú vị. Đó. Rồi. Thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea. Là cái Little, cái khu Hàn Quốc. Người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mall rất là bự luôn. Tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa. Là cũng phải là một tiếng đi tàu nha. Một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người. Under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này. Đi bộ 10 phút, lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi. Thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người cái thời tiết đẹp quá luôn. Đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy à. Tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa. Dessert time.
ơi, My vừa mới xong open house rồi thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người, có rất là nhiều người đến coi và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui, cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn, nắng mọi người nhìn thấy không đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mình nha. Thì rất là vui cho khách của My và khách của My cũng đang chờ đợi tìm được một cái offer tốt nhất. Thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo chân My ngày hôm nay. Và hẹn mọi người vào một ngày hôm sau. Nhớ bình luận, nhớ like và share cái YouTube channel này cho bạn bè của mình biết nha. Bởi vì My chia sẻ về cuộc sống ở Vancouver và cuộc sống là một full time realtor. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, video ở Train Life của Realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp My, kiểu như là hôm nay rất là busy á mọi người. Thì một mình My thì làm không có hết được. Thì do vậy là My phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là tại vì á My biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người, cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì My cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tương tất một chút. Thì do vậy là Steven mặc đồ tương tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay My sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của My ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là My đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của My ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên My phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người, đang đi trên đường lái xe đến nơi. Thì đây, hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ, quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô cái listing của My. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô My. Thật là chiều lòng cô My để open house. Đây, đây là cái view cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi. Chỉ có 4 tầng thôi. Và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn. Đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corin Town luôn nè nha mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đó, đến nơi mọi người ơi, bây giờ là My đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi. Đó, open house. Vô trong đấy luôn. Đó, mọi người nha. Mọi người ơi, đây là chỗ My sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây là cái phòng open house. Đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người.
Đó, hai phòng ngủ. Mọi người nha, mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bát nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bát. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bathroom. Là cái phòng, và đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây. Đó, để mình đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. À, đó, đây là si. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm. Đó, còn cái này, cái là Lohi Town Center Skytrain luôn nha mọi người. Đi bộ, từ đây đi bộ ra đó. Có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó. Asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group. Rất là nhiều luôn mọi người. Đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest. So far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người, không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là My sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Mọi người ơi, đây là cái phòng ngủ, đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây là cái train luôn. Cái train này là train cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây. Đó, cái cửa đi bộ ra là đến cái Skytrain luôn. Thì cái này là parking. Và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit. Và đây bước vô đây là cái phòng luôn. Một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây là có cả walk in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha, tự vô luôn, đó. Thấy không? Đó. Đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in. Còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác. Nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó build in luôn nha mọi người. Build in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè, cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người, hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người, washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó. Rất là bận luôn, bận lắm. Đó, còn đây là để đồ.
để thêm đồ nữa. Đó. Đó. Mọi người đó, thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi, rất là nhiều khách thú vị đó. Rồi. Thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea, là cái Little cái khu Hàn Quốc, người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mô rất là bự luôn. Tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa, là cũng phải là một tiếng đi tàu nha, một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người. Under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này. Đi bộ 10 phút, lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi. Thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người cái thời tiết đẹp quá luôn. Đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy. Tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa. My vừa mới xong open house rồi. Thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người. Có rất là nhiều người đến coi. Và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui. Cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó, thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà. Và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp luôn, nắng. Mọi người nhìn thấy không? Đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mì nha. Thì rất là vui cho khách của My. Và khách của My cũng đang chờ đợi tìm được một cái offer tốt nhất. Thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo chân My ngày hôm nay. Và hẹn mọi người vào một ngày hôm sau. Nhớ bình luận, nhớ like và share cái YouTube channel này cho bạn bè của mình biết nha. Bởi vì My chia sẻ về cuộc sống ở Vancouver và cuộc sống là một full time realtor. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, hôm nay lại là một video ở Day in Life của realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp My. Kiểu như là hôm nay rất là busy á mọi người. Thì một mình My thì làm không có hết được. Thì do vậy là My phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh, tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là, tại vì My biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người, cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì My cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tươm tất một chút. Thì do vậy là Steven mặc đồ tươm tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay My sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của My ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là My đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của mình ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên mình phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người. Đang đi trên đường lái xe. Đến nơi thì đây.
Hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ. Quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà. Rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô cái listing của Mi. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô Mi. Thật là chiều lòng cô Mi để open house. Đây đây là cái view cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi. Chỉ có 4 tầng thôi và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corinth Town luôn nè mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đó, đến nơi mọi người ơi, bây giờ là My đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi đó, open house. Vô trong đấy luôn đó mọi người nha. Mọi người ơi, đây đây là chỗ My sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây đây là cái phòng open house. Đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người. Đó, hai phòng ngủ mọi người nha. Mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bath nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bath. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bathroom. À, cái phòng và đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây. Đó, để mình đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. Đó, đây là Steve. Chào mọi người. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm. Đó, còn cái này, cái là Lohi Town Center Sky Strand luôn nha mọi người. Đi bộ, từ đây đi bộ ra đó. Có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó. Asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group. Rất là nhiều luôn mọi người. Đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest. So far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người. Không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là My sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Mọi ơi, đây là cái phòng ngủ. Đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây. Đi ra đây là cái trend luôn. Cái trend này là trend cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây. Đó,
cái cửa đi bộ ra là đến cái Sky Strand luôn. Thì cái này là parking, và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit, và đây, đây bước vô đây là cái phòng luôn, một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây, đây là có cả walk in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây. Đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương, và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha, tự vô luôn. Tự vô luôn đó. Thấy không? Đó. Đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in, còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác, nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó built in luôn nha mọi người. Built in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè, cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người, hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người, washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó, rất là bận luôn, bận lắm. Đó, còn đây là để đồ, để thêm đồ nữa. Đó, đó. Mọi người đó, thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi, rất là nhiều khách thú vị. Đó, rồi. Thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea, là cái lý đồ cái khu Hàn Quốc, người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mô rất là bự luôn. Tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa, là cũng phải là một tiếng đi tàu nha, một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người. Under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này. Đi bộ 10 phút, lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi. Thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người cái thời tiết đẹp quá luôn. Đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy à. Tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa. My vừa mới xong open house rồi. Thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người. Có rất là nhiều người đến coi. Và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui. Cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó, thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà. Và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp luôn, nắng. Mọi người nhìn thấy không? Đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mì nha. Thì rất là vui cho khách của mì, và khách của mì cũng đang đang chờ đợi
tìm được một cái offer tốt nhất thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo chân My ngày hôm nay, và hẹn mọi người vào một ngày hôm sau. Nhớ bình luận, nhớ like và share cái YouTube channel này cho bạn bè của mình biết nha. Bởi vì My chia sẻ về cuộc sống ở Vancouver và cuộc sống là một full time realtor. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người, hôm nay lại là một video ở Trang In Life của Realtor. Thì mọi người thấy hôm nay Steven mặc đồ đẹp không? Bởi vì Steven là assistant của Mimi hôm nay. Thì Steven cũng sẽ giúp My, kiểu như là hôm nay rất là busy á mọi người. Thì một mình My thì làm không có hết được. Thì do vậy là My phải có assistant. Thì assistant là một người rất là thông minh tên là Steven. Hôm nay Steven mặc đồ đẹp để mà nói chung là tại vì á My biết được là nói chung là đi mua nhà đồ mọi người, cái bề ngoài nó quan trọng lắm mọi người. Thì My cũng nói với Steven là nên mặc đồ cho nó tương tất một chút. Thì do vậy là Steven mặc đồ tương tất ngày hôm nay nha mọi người. Thì hôm nay My sẽ có open house. Thì cái này là cái listing của My ở Burnaby á mọi người. Thì khi mà đến nơi rồi thì My sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là My đang trên đường đi đến cái căn hộ listing của My ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người ơi, trời đẹp quá nên My phải quay lại cho mọi người xem nè. Hôm nay nắng đẹp không mọi người? Đó, Steven nữa thấy không? Thấy chưa? Thấy Steven không? Steven khu ngầu dễ sợ luôn, khu ngầu dễ sợ luôn. Mọi người ơi, lái xe nè mọi người. Đang đi trên đường lái xe đến nơi. Thì đây, hôm nay thời tiết đẹp quá mọi người ạ. Quá đẹp luôn, rất là phù hợp để đi xem nhà. Rất là phù hợp để đi xem nhà, rất là phù hợp để open house mọi người ơi. Nơi rồi đây. Đây là cái con đường đi vô cái listing của My. Của Mimi. Vui quá, hôm nay thời tiết thật là đẹp, thật là chiều lòng cô My. Thật là chiều lòng cô My để open house. Đây, đây là cái view cái condo nè mọi người. Đấy. Đấy. Đây, lái vô cho mọi người xem ha. Cái này là cái parking nè mọi người. Đó, parking là sẽ chạy lên từ phía đấy. Còn ở đây có visitor parking, quá trời visitor parking luôn, không có cần phải đi xuống hầm. Ở bên ngoài là đã có rồi. Thì cái condo này là condo low rise nha mọi người. Chỉ có 4 tầng thôi. Chỉ có 4 tầng thôi và ta-da-da. Đó, ngay trên Sky Strand luôn. Đó, ngay Sky Strand luôn. Đây là Corin Town luôn nè nha mọi người. Lát nữa mới quay phim cho mọi người xem. Đó, đến nơi mọi người ơi, bây giờ là My đang để cái sign trước cái station này nè mọi người. Longham Town Center. Thì đây, Luhi. Đó, open house. Vô trong đấy luôn. Đó, mọi người nha. Mọi người ơi, đây, đây là chỗ My sẽ làm open house đó. Đây là cái phòng open house đây mọi người. Đây, đây là cái phòng open house. Đây là cái căn nhà hai phòng ngủ nha mọi người. Đó, hai phòng ngủ mọi người nha. Mọi người thấy thế nào nè? The two team. Đó. Đây là căn hộ hai phòng ngủ và một bath nha mọi người. Đây là cái phòng đây. Cái phòng đây và có cả walk-in luôn. Đó. Và đây là cái bath. Đây là cái kitchen. Còn đây là cái bathroom.
mà cái phòng vào đây có thêm một cái phòng nhỏ nhỏ trong này để đựng đồ nữa mọi người. Thì thành ra là hai phòng và một cái den nhỏ nhỏ đó. Đây. Đó, để mình đi ra living room cho mọi người xem nè. Living room rất là rộng và thoải mái luôn. Đó, đây là Si. Chào mọi người. Đó, còn đây là cái storage. Đó, dài xuống rất là dài và rất là rộng luôn mọi người. Đó, rộng lắm. Đó, còn cái này, cái là Lohi Town Center Skytrain luôn nha mọi người. Đi bộ, từ đây đi bộ ra đó. Có một cái cửa nhỏ chỗ này nè mọi người. Cửa nhỏ chỗ này là đi ra luôn, là đến nơi luôn. Đó, asking là 4688 nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là gần 4 giờ rồi mọi người ơi. Thì My có thêm 2 showing nữa là xong. Thì tổng cộng là có 16 group. Rất là nhiều luôn mọi người. Đi vô đi ra trong cái căn hộ này. Và có rất là nhiều interest. So far so good nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhưng mà chắc là cái video clip này hình như rất là ngắn luôn đó mọi người. Không có dài đâu. Nhưng mà My sẽ để tìm thông tin nhiều hơn nữa để cho quay cho mọi người xem nha. Chắc là My sẽ quay xung quanh cho mọi người xem một lần nữa nha. Trời ơi, đây là cái phòng ngủ. Đây là cái phòng khách nha mọi người. Còn đi ra đây là cái trend luôn. Cái trend này là trend cái tàu là Expo hay sao? Không, hình như là cái tàu Yellow Line sao á. Thì đi bộ có cái cửa đây nè mọi người. Cái cửa đây. Đó, cái cửa đi bộ ra là đến cái Skytrain luôn. Thì cái này là parking. Và cái building này là end unit nha mọi người. Thì building này là cái corner unit. Và đây bước vô đây là cái phòng luôn. Một phòng. Phòng thứ hai. Đây là phòng thứ hai đây. Phòng thứ hai. Cái này là laminate nha mọi người. Và đây là có cả walk in. Đi vô đây là hai bên là dành cho các cô gái thích mặc đồ. Đây cái floor này là cái người chủ nhà này là đã vừa làm lại đó mọi người, vào năm 2019 nha mọi người. Đây là cái kitchen nè, màu trắng tươi hết luôn, rất là dễ thương và rất là duyên dáng luôn. Rất là dễ thương và rất là duyên dáng. Là mở ra nè mọi người. Đó, mở ra rồi close vô từ từ nha, tự vô luôn, đó, thấy không? Đó, đi đến đây là cái chỗ My để sign in đó mọi người. Để sign in, còn đây là công ty của My. My cũng muốn giới thiệu về công ty của My cho những cái người realtor khác. Nếu mà muốn join thì join. Còn đây là cái chỗ làm việc của... Chỗ làm việc. Đây, còn cái này là nó build in luôn nha mọi người. Build in tất cả mọi thứ luôn. Khi mà chủ nhà mới vô là cái này nó sẽ có ở đây luôn. Thì đó, đây là cái fridge. Đây là cái floor nè. Cái floor này là gạch. Cái này là hardwood floor nha mọi người. Hardwood floor. Đó. Rồi đây, đi đến đây nữa. Đến đây là cái washroom nha mọi người. Washroom. Còn đây là có một cái phòng nhỏ để đựng đồ luôn. Đó, rất là bự luôn, bự lắm. Đó, còn đây là để đồ, để thêm đồ nữa. Đó, mọi người đó, thấy rộng không mọi người? Rất là rộng luôn á mọi người. Thì hôm nay thì có rất là nhiều khách đến coi, rất là nhiều khách thú vị. Đó, rồi. Thì nói về một chút về cái khu này đi mọi người. Khu này là cái khu Little Korea. Là cái lý đồ cái khu Hàn Quốc. Người Hàn Quốc ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người. Rất là nhiều. Đây là thành phố Burnaby nha mọi người. Thì mọi người bước qua bên chỗ đấy là có nguyên một cái mô rất là bự luôn.
tàu chạy đi cỡ chừng từ đây mà đi đến downtown Vancouver là chắc hơi xa, là cũng phải là một tiếng đi tàu nha, một tiếng đi tàu á mọi người. Nhưng mà nếu mà có xe là cái căn hộ này là có under parking luôn nha mọi người, under parking đó nha mọi người. Rồi một cái nữa là cái khu Hàn Quốc á là hướng này đi bộ 10 phút, lái xe 2 phút nha mọi người. Là khi mà cái khu đấy là My đã quay phim lại rồi, thì để My để cái bên dưới để cho mọi người xem nha. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem, hy vọng là mọi người thích video clip này. Quay mọi người cái thời tiết đẹp quá luôn, đang chờ tàu hơi lâu, tàu đang chạy à, tàu chạy đó mọi người. Mọi người nhìn đi, bầu trời hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn, không còn gì để nói nữa. My vừa mới xong open house rồi, thì rất là một open house rất là thành công luôn mọi người, có rất là nhiều người đến coi. Và cảm ơn anh Steven đã bên cạnh và giúp đỡ My. My rất là vui, cảm ơn anh Steven nhiều lắm. Đó thì hiện tại bây giờ là đang đi về nhà, và trời hôm nay đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn, nắng mọi người nhìn thấy không đó, đẹp không mọi người? Mình nói nắng nha chứ không phải mì nha. Thì rất là vui cho khách của My, và khách của My cũng đang chờ đợi tìm được một cái offer tốt nhất. Thì My sẽ update cái journey này cho mọi người xem tiếp nha, và cảm ơn mọi người.